hai thằng này mà đu vô hàng boss nó sao sống. À, còn tiếp cận nhanh nữa. Hai tiếp cận nhanh lắm, hai con này level 2 là em ráng lấy level 2 sớm em tân được là chết chắc rồi. E chúng là chết. Chạy đâu? Đúng rồi. Tại con này ra đi ra nó đâu có chói được đâu, sớm là thật đấy. Chói được cũng vậy, mình lướt hai cái mà. Cái chói nó nhanh lắm, chắc nó không phải mấy giây. Giây lắm. Mang lỗi. Welcome to Summoner's Rift. We do what we must. 30 seconds until minions spawn. Tao mà không được. Tại cũng được sao đâu? Ờ thì em bảo sao lại không được? Thì nó toàn CC không mà. Quiet steps. Ô anh ấy chó rồi mà. Find your center. Lát mình sẽ bắn Pepsi. Xong ngủ không không lên ta. Nên là ăn rồi. Bóp của spell nhanh. Mày láo này, ra vết nó xanh lắm đấy. Ba không.
Rồi chết có Zoe luôn rồi. Rừng nó luôn. Này không cho pèo, ta bắn trụ mày luôn. Ây da, vừa mới hồi hộ thể. Hồi hộ thể là sống rồi. Vừa mới hồi luôn. Hồi hộ thể được giết nó luôn đó. Đá được lại luôn, em tin nó lại. À, không sao. Cho bạn một mạng. Đậu xanh cái thằng này. Đá xin đạp cướp ngon. Nhưng mà ván này mình bóp team nó ghê lắm. Mình phá cái team nó. Hôm là thì mình không gan được mạng nhiều nhưng mà mình phá cái team nó ghê lắm. Tệ chứ. Boss nói sao ai được boss thì gặp ngay hai con vừa tiếp cận nhanh vừa dồn đan. Đập nó. Đầu game vô mình cho thằng Riven ăn mẹ. Oh! Một giây flash, trời ơi. Em quên mất là không có mang hia. Mày mang chỉ hia được rồi. An enemy has been slain. Master yourself. Anh nhìn người ta đang đóng cái giày giáp luôn kìa. Và tí sút cho mày cái chết luôn tại mình không góp được rừng mình mua được cướp ấy.
Quá. Rồi giờ khỏe lắm mà về úp đồ lên cái là rồi đó. Đã sắp mặt tuyệt vời. Rồi luôn. Cái game mình chơi chắc cú ta. Game hẳn thế thì ra luôn. Đậu xanh đông. Chưa mua đồ mà ham đi cướp quá. Anh vào phần rừng nè. À, đây nè. Anh nhiều tiền quá mà không mua đồ. Mua đồ đá chết giao ban. Đá cái một chết luôn. 200 mấy đam. Vẫn này để team đánh thôi. Nhưng mà team pick win bả. Team đấy. Đâu ai chống lao vô đâu. Team mình lao vô. Vậy sao đánh. Thôi. Master yourself. Master the enemy. Cái sút của mình không cản được cái lao vô của nó. Find yourself. Thế mà Zibo nó không có mắt, nó không nhảy qua luôn. Anh đáp vậy, xong để Zibo nó pha một tí. Waste not a minute. Chứ bị chết, để lại miếng đàm. Hát gì, có gì đâu hát. Nó kia mà nó giết thì anh cướp hết rừng nó thôi. Trên nó 2 level rồi kìa, cướp rừng nó đủ chết. Ravet nó mạnh như quỷ mới thích đánh. Lì thật. Ôi ôi. Lấy cái bảng này chạy chậm quá, lấy cái bảng kia chạy nhanh hơn, sướng hơn. Bảng gì anh? Bảng hỗ trợ ấy, lấy cái điểm kia chạy nhanh sướng hơn, điểm này thì đánh nhau ngon. Cái điểm máu lẻ. Cái điểm không có phép đổi thành cái điểm đấy tốc độ di chuyển ở giao danh này di chuyển lẹ nghe rồi chạy nhanh 3 level này
Đấy, của thân gì buồn nó quá. Kêu bắn hụt ulti. Không hụt ulti là chết hết rồi. Chết chết rồi. Era, ui ui. Không kịp. Hết rừng đụng đầu đập đó mà ghét đầu game này gà gà hết máu à, đánh lén master yourself, master the enemy. Thì nó đâu dám ra đép đâu. Ra là chết. Kinh dị. Ồ, đầu hàng luôn. Chơi gì nữa. Ai rủ vậy, phải là bắn coi. Bay nha, bay em. Mu te mẹ rồi, bắn gì. Thôi đánh tiếp. Đầu xanh mu te luôn rồi chơi gì. Một vết hai có, còn một vết ba là rất khó. Nhưng nếu mà
Các bạn đợi mình xíu. Ok, hello anh em. Bắn PUBG nha hay sao?